Chào mừng các bạn đến với kênh tôi là Nghị Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là hai bộ mẹ con cái xin các bạn. Đó, hai bộ mẹ con cái xin. Bò Hà Đông nha các bạn, mẫu đẹp nha. Chân móng đều hoàn thiện nè. Đó. Bộ đầu tiên chân móng hoàn thiện các bạn. Đó, cái xin con nè. Bạc gu, sái tích nghiêm chỉnh. Lưng một lưng, lưng đôi luôn các bạn không? Sái tích nghiêm chỉnh nè, rúng yếm nghiêm chỉnh. Còn cái con sau này các bạn nuôi lên mẫu đẹp nè. Chân móng hoạt hiện mẹ cũng vậy các bạn. Mẹ to con nha. Mẫu Bombay to con. Xe mặt, xe lưng, đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Rúng. Chân móng nè, hoàn thiện hết các bạn. Đó. Chân móng được hoàn thiện hết nè. Xe mặt, xe lưng, bò con nghiêm chỉnh nè. Không lan giá nha. Rúng nè, chân móng nó hoàn thiện nè. Mẹ cũng vậy luôn các bạn. Đó. Hai mẹ con này không lan giá các bạn. Xe lưng, xe mặt, bò mẹ này nghiêm chỉnh hết các bạn. Bà mẹ dẫn cái xin lưới nhì nha các bạn. Mẹ dẫn cái xin lưới nhì nha. Bà mẹ bơm 3B được 1 tháng 17 ngày các bạn. Bà mẹ bơm 3B được 1 tháng 17 ngày. Bơm 3B được 1 tháng 17 ngày. Đó, mẹ bơm 3B được 1 tháng 17 ngày. Chân móng nè, trong đuôi một chùm nè. Bốn vú đều nè. Sải tích đầu nghiêm chỉnh hết các bạn. Bà mẹ này không lan giá chỗ nào các bạn. Đó, mát sữa cực kỳ, nuôi con cái xin uống nút. Bốn vú đều, chân móng sò, mẹ to con. Chúc mình đo cận cảnh anh em thấy luôn các bạn. Bà mẹ này không có lan giá chỗ nào nha. Bơm bơ bê từ 1 tháng 17 ngày các bạn. Bơm về lưới 3, dẫn cái xin lưới nhì. Dẫn cái xin lưới nhì. Bộ mẹ con này chủ bao lòi luôn, anh em cứ yên tâm nha. Xe mặt, xe lưng, bà mẹ nghiêm chỉnh hết. Đây, đo cận cảnh cho anh em thấy luôn, bà mẹ nè. Bò đồng ăn uống rất giỏi nha các bạn. Mẹ cao 1m25 bò nè anh em. Đo chính xác cho anh em thấy luôn. Cao 1m25 bò nè. Cao 1m25 bò nè. Đó. 1m25 bò nè. Ngàn con tay. Đít nè. Đít cao 1m3. Đít cao 1m3 nha. Mẹ cao 1m25. Đít cao 1m3. Dẫn cái xin. Đo cận cảnh luôn. Cái xin cao... Cái xin cao 9 tấc 2 các bạn. Cái xin cao 9 tấc 2. Sái tích nghiêm chỉnh bạc gu. Cái xin này các bạn. Bạc gu nè. Rúng yếm rồi nghiêm chỉnh nè. Chân móng đều hoàn thiện nè. Cao 9 tấc 2. Bà mẹ dẫn cái xin lưới nhì các bạn. Mẹ dẫn cái xin lưới nhì. Bò Hà Đông. Ăn uống rất giỏi. Bốn vú đều. Rúng yếm nè. Chân móng sò hoàn thiện nè. Đó. Con cũng vậy các bạn. Chân móng sò là hoàn thiện hết nè. Mẹ dẫn cái xin lưới nhì. Bà mẹ bơm 3B được 1 tháng 17 ngày lứa 3. Bộ mẹ con này thì chủ báo giá là 31 triệu bạn. 31 triệu bộ mẹ con này bạn. 31 triệu. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video. Bộ mẹ con tiếp theo. Rúng yếm đồ hoàn thiện hết bạn. Bộ mẹ xin dẫn cái xin này được 25 ngày tuổi các bạn. Sải tích đồ nghiêm chỉnh. Bà mẹ to con cực kỳ, dẫn cái xin uống nút. Chân móng hai mẹ con đều hoàn thiện hết các bạn. Bao lò nha anh em yên tâm nha. Mẹ to con dữ lắm các bạn. Mẹ ngoài to con dữ lắm. Mẹ dẫn cái xin lưới nhì. Không lan giá. Bà mẹ xây mặt xây lưng đồ thì nghiêm chỉnh hết các bạn. Mẹ xây mặt xây lưng đồ thì nghiêm chỉnh hết nè. Đó. Chân móng đó, hoàn thiện hết các bạn. Đây dàn chân móng đồ hoàn thiện hết. Dẫn cái xin 25 ngày. Mẹ dẫn cái xin lưới nhì. Rúng yếm đồ nghiêm chỉnh. Đó, mẹ bốn vú đều. Đó, quà đen. Mẹ dẫn cái xin là lưới nhì nha các bạn. Hơi nhá sừng nhưng mới có lưới nhì nha các bạn. Bà mẹ hơi nhá sừng nha nhưng mà mới có lưới nhì nha. Sái tích đồ bà mẹ đồ nghiêm chỉnh hết. Còn cái xin là chân móng sái tích đồ cũng hoàn thiện hết các bạn. Đó. Cái xin con được 25 ngày, giá là 28 triệu 500 ngàn bộ mẹ con này các bạn. 28 triệu 500 ngàn. Mẹ bốn vú đều nè. Rúng yếm đồ nghiêm chỉnh hết, chân móng đều hoàn thiện hết các bạn. Giá là 28 triệu 500 ngàn bộ mẹ con này các bạn. 28 triệu 500 ngàn. Cái xin nè. Rúng yếm đồ nghiêm chỉnh nè.
mẹ sái tích đồ nghiêm chỉnh, không lan giá chỗ nào các bạn, to con dữ lắm. Đây mẹ cao 1m29 bò nè các bạn, bà mẹ cao 1m29 bò nè, anh em thấy không, 1m29 bò nè, cao 1m29 bò nè, đít nè, mẹ cao 1m29 bò, đít cao 1m35 bò các bạn, đít cao 1m35 bò nè, mẹ cao 1m29, đít cao 1m35, dẫn cái xin được 25 ngày tuổi, giá 28.500.000 các bạn, 28.500.000 bộ mẹ con này các bạn, không lan giá nha, quyền bò không lan giá, hai mẹ con luôn, sải tích đồ hai mẹ con nghiêm chỉnh hết các bạn, chân móng đồ hai mẹ con hoàn thiện hết, giá 28.500.000 các bạn, 28.500.000. Mẹ cao 1m29 bò, đít thì cao 1m35. Bò mẹ hai mẹ con thì không lan giá chỗ nào hết các bạn, quyền bò hết, giá là 28.500.000. Mẹ to con dữ lắm các bạn không, đứng y như robot các bạn, to con, trúng yếm đồ nghiêm chỉnh hết. Mẹ mới lưới nhì nha các bạn, hơi nhá sừng nhưng mà mới lưới nhì nha, xe mặt xe lưng đồ nghiêm chỉnh hết, lưng cái sinh con mới có 25 ngày mà lưng một lưng luôn các bạn không, mới 25 ngày mà lưng một lưng luôn, trúng yếm sái tích đồ nghiêm chỉnh hết. Hai bộ mẹ con này chủ đều bao lòi hết nha các bạn, các bạn cứ yên tâm nha. Bộ mẹ con cái sinh đầu tiên thì chủ báo giá là 31 triệu, bộ mẹ con thứ hai thì chủ báo giá là 28.500.000. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.